Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến với cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt một lầu. Thì căn nhà là diện tích bề ngang 6 x 10 60 mét vuông, sử dụng một trệt một lầu là 115 mét vuông. Thì pháp lý là xây giấy phép xây dựng chính. Căn nhà này đang ở khu vực là Thạnh Phú, phường Trường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, cách trung tâm thành phố Cần Thơ đâu đó tầm khoảng 6 km. Đây là phía trước của căn nhà, nhà mới 100%, mới cất xong hoàn thiện, chủ đang có nhu cầu bán. Giá cũ là 2 tỷ 150, giá mới là chỉ có 1 tỷ 990 triệu, sở hữu ngay 999 triệu. Thì quay về nhà thì quay về hướng này, hướng đông bắc. Lộ giới trước nhà thì lộ giới 5 mét, lộ ô tô về tới nhà ha. Thì đây là nằm cũng ngay cái dòng xây, thì bán kính trong vòng 300 mét là đầy đủ tiện ích hết, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ gần đây luôn. Cửa phía trước là cửa nhôm sifa hai cánh gắn kiến cường lực, và có sân rất là rộng rãi phía trước. Sân này khoảng 3 mét nha, từ cái mí này qua đây là khoảng 3 mét. Cửa rào phía trước nè, cửa rào phía trước bằng sắt rất là đẹp luôn ha, sơn tĩnh điện luôn. Đậu chiếc ô tô 4 chỗ trong đây cũng thoải mái luôn ha. Thì nhà có phòng ngủ ở tầng trệt. Phòng này ba nhà này 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 gian bếp, 1 phòng khách và 1 chỗ sinh hoạt chung. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế. Khi vừa ý thì gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Số điện thoại 0396400040. Quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì alo sẽ dẫn cho quý cô chú anh chị em mình đi coi. Khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán, nhà mới 100%. Nhà đã dán gạch lên 1,5 mét. Rồi mời quý cô chú anh chị em mình lên trên lầu tham quan trên lầu. Diện tích bề ngang 6 x 10 60 mét vuông, sử dụng một trệt một lầu là 115 mét vuông. Quay về hướng đông bắc. Lộ giới trước nhà là lộ giới 5 mét. Có 3 phòng ngủ và 2 chỗ sinh hoạt, 1 phòng khách, 1 chỗ sinh hoạt chung, 2 toilet. Giá trị sở hữu là 1 tỷ 990 triệu sở hữu nha. Đây là phòng ngủ ở trên lầu. Cũng khá là rộng rãi ha. Đây là phòng ngủ kế bên, tùy theo gia đình mình sắp xếp ha. Thì nhà này nhà cấm, nhà mới 100% luôn. Đây hành lang phía trước. Thì nhìn lên sông là trường học bên sông, cấp 1, cấp 2. Có cái cầu đằng đó xe chạy qua lại nhóc cho ha. Thì đây qua bên trường học bên đó, chợ bên đó thì khoảng chừng 300-400 mét. Đường này đi thẳng vô cả tắt luôn, được luôn nha. Thì số điện thoại 0396400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi. Khi gửi chỗ mình thương lượng mua bán ha. Đây là phía của trên trần của nhà. Đây là chỗ sinh hoạt chung ha. Có cửa sổ lấy gió lấy sáng ngoài mát mẻ luôn. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì dán gạch từ dưới lên trên. Còn đây là cái trường cấp 1 bên đây ha. Trường cấp 1, trường mẫu giáo bên đây. Trường cấp 2, cấp 3 thì bên đây ha. Của phường Trường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Gạch thì gạch này là gạch 6 tấc. Gần dòng xây, gần ngã tư ngã năm luôn, gần sông gần suối cũng rất là mát mẻ luôn ha. Cách trung tâm thành phố Cần Thơ thì đâu đó tầm khoảng chừng 6 km là tới trung tâm thành phố Cần Thơ, tới bệnh viện đại học Nam Thơ khoảng chừng 4 km. Nhà cửa khu vực này rất là đông đúc luôn, một trệt một lầu rất sang trọng. Giá chỉ có chưa tới 2 tỏi, 1 tỏi 99 sở hữu ngay.
Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế căn nhà, khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán. Số nhà là 372C, khu vực Thạnh Phú, phường Trường Thạnh, quận Cái Răng. Nhà cửa nè, không rất là đông đúc luôn. Đây chạy thẳng ra cũng được mà chạy vòng lên đây cũng được luôn đó. Độ mặn thì 7 mét nha. Đây dùng xây luôn ha, sát bên dùng xây luôn. Đi qua đây thì mình bị nở qua đây thì qua phường Trường Thạnh, nó nằm bên đây. Bây giờ mình chạy thẳng ra đường này là ngay chợ Cái Răng luôn. Ra chợ Cái Răng tầm khoảng chừng 3 km là tới chợ Cái Răng nha. Ra tới chợ Cái Răng tầm khoảng 3 km, đi đường này thẳng luôn. Còn không thì qua bên sông chạy thẳng luôn là sẽ ngay Đại học Tây Đô. Qua phía bên sông chạy thẳng ra theo cặp theo sông về là của phường Trường Thạnh á, thì ra Đại học Tây Đô. Đây trường mẫu giáo, trường cấp 1, cấp 2 luôn. Rồi xe tải đậu thoải mái luôn ha. Rồi cảm ơn quý chú anh chị em đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Xin trước cũng là trường cấp 1 nữa nè. Đây là có căn nhà 2 tỷ 3 hôm nay chưa bán được, hạ giá rất là nhiều, trường học được luôn.